Kính chào quý bà con, mình tên là Dương. Hôm nay mình có một cây mai, cúc mai rất là đẹp để giao lưu với bà con. Đây, mai hiện tại đang cho hoa. Một cái mai cúc mai này thì nó cho khoảng tầm 32 cánh. Và cái cánh này nó có cái độ bồng bềnh thì tạo cho cái hoa mình nó có cái độ dày rất là đẹp. Đây cái phần rễ của cây. Đây là cái rễ cây hình dáng thú đang ngồi. Rễ cây này là rất là lâu năm rồi nên là cái nó có rong rêu. Và cái này là cây mai hai cốt, rất là liền tại vì nó được được ghép rất là lâu năm. Sau đây em xin được đo chiều cao của cây mai. Mai này có chiều cao khoảng tầm 80 cm, đường kính tàn. Rồi. Đường kính của tàn này là khoảng 90. Cái tàn rất là đều. Rồi. Rất là nhiều nụ. Đây là cái em xin đo cái quần hoành thân là 14, 13. Hoành thân của cái mai này là 13. Cây mai này có giá là 1,5 triệu, chưa bao gồm tiền ship. Nếu mà bà con mà muốn lấy cái chậu này nữa thì là tổng cộng là 1,70 triệu. 1,7 triệu. Cho mọi người coi, hỏi mọi người nhà bây giờ cái kiểm này đó. Cái này trong cái thời gian mà bà con mà lặt mai thì mình tiến hành là mình gỡ kẽm, là mình cắt từng khúc này mình gỡ ra. Thì cây mai này nó ít kẽm do là cây này nó rất là lâu năm rồi nên là nó có dán sẵn rồi nên là kẽm rất là ít. Trong khi một quá trình mình lặt mai để cho nụ thì mình sẽ cắt những cái phần kẽm này ra, cắt ngắn ra rồi mình sẽ gỡ ra để mình cho cây ra nụ và chơi Tết. Cây này có giá là 1,5 triệu, nếu mà kèm chậu nữa là 1,7 triệu. Chưa bao gồm tiền ship. Nếu như mà 1,5 triệu là mình làm em giao cho khách sao? Dạ. Nếu mà em giao không có chậu á thì cây là 1,5 triệu thì em sẽ quấn bầu. Quấn bầu để cố định bầu để giao đến cho bà con. Rồi xong đó bà con sẽ mua một cái chậu mà như thế này. Có thể tương tự như thế này để vô để tăng cái giá trị của cây mai lên. Đếm thử nó khoảng bao nhiêu chì à? Bao nhiêu cốt kìa, bao nhiêu cành dưới đó. Cái này là 2 cốt. Cây mai này là 2 cốt rồi, rất là liền. Đây. 2 cốt liền. Và trên thân nó có rêu luôn. Này rất là lâu năm rồi. Cái này lâu năm rồi. Dạ. Cái này năm mùa rồi. Dạ. Nụ rất là nhiều. Cây nụ rất là nhiều luôn. Và hoa này là hoa chùm luôn nha bà con. À, những cái bông. Đây, bông gió hoa chùm. Dạ. Nụ rất là to và hoa cũng rất là dày. Và cái hoa này nó cho thời gian chơi hoa là khoảng tầm 7 đến 8 ngày, lâu hơn các cái loại mai khác. Nên là cái thời gian thưởng hoa của mình nó sẽ dài hơn. Rồi, okay. Mai này cái giá là 1,5 triệu nha bà con, không bao gồm chậu. Rồi. Chào mọi người đi. Dạ, cái này là em vừa giới thiệu và bà con một cây cúc mai rất là đẹp. Thì nếu bà con có quan tâm thì cứ liên hệ số hotline nha bà con. Rồi, xin chào bà con.